nó còn chạy ra đó. Ừ, luôn á, luôn á. Ừ đó. Ừ. Ừ. Ui, 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 nặng dưới này. Xin chào mọi người nha. Hôm nay ba anh em mình đi câu nha mọi người. Bữa nay tới bốn người là có ông Diện Tư mình đi câu nữa. Địa điểm câu hôm nay thì đợt trước anh Hai Diện Tư mình phát hiện được khu vực câu cá rô bự đó mọi người. Cầu xây ha. Cầu xây ở nơi Tư Minh Hiệp với mọi người. Thì vô cái khoảng từ đầu đường á, đầu đường bên kia rồi đó vô đây rất là xa luôn. Vô đây là một ngõ cụt trong đây luôn. Thì vô đây phát hiện được mấy cái chỗ bến mát câu á. Anh Hai mình với Tư mình nãy về câu ở đây. Chào mọi người đi Hai. Chào mọi người. Tư mình nha. Bên kia là ông Diện Tư mình nha mọi người. Thì khu vực này là cái rô với cái tê là nhiều mọi người ơi. Nãy giờ anh em mình ngồi đây mát cũng làm được mớ rồi ha. Móc lỗ câu rồi chứ. Thả mấy cái lỗ bực bực khai vực câu ngon. Mồi câu hôm nay cũng chứng kiến giới thôi chứ mồi câu truyền thống á, không ngoài gì hai loại đó. Nay thì cũng mọi người cũng biết dịch đó nên bình Mỹ người ta cũng hạn chế qua đó, anh em mình cũng sợ nên đi gần nhà thôi. Đây kế bên nhà mình nha mọi người, 2-3 km gì đó. Bây giờ anh em mình câu mọi người. Nó tim nhỏ cá cũng bự rồi ha. Ừ. Rồi. Không món đó không? Sạc. Rô ăn rồi sẽ biết, lên hàng thì sẽ biết thôi. Ăn ăn rồi. Ui, ui, tao bá luôn. Ủa, lên. Bá luôn mọi người. Cục mồi đầu tiên của anh Tư mình luôn. Làm sao đi tới đấy cái thùng hả Tư? Ừ. Bỏ lấy coi. Này nghĩ đi. Rồi Tư mình đi lấy thùng mọi người. Đi đây em bỏ vô thùng luôn ha. Ừ. Thôi bự quá. Tim này quất luôn. Đã không? Gửi lút luôn hả? Mút luôn mọi người ơi. Để Tư mình tháo đi. Lấy được không Tư? Được rồi. Đâu? Ừ, coi chứ. Tay ha. Tay. Cái gỡ vậy là địch sướng rồi. Để anh Tư mình ra anh Hai mình lấy thùng nha mọi người. Đi. Đẩy vô tấn con này gớm không? Con nãy cái gô mẹ này lửng quá. Kéo hơn Tư. Gô. Còn chết chắc chứ ta. Chết chắc chứ ta. Gô. Gô gì Tư? Thấy chưa? Chết là chết. Để nó hấp dẫn. Quá đẹp. Cái cửa lục bình ghế hay Dương Tư. Đây là lão càng khủng với kinh nghiệm câu 20 năm. Cũng mấy tuổi ta đã đi câu rồi. À đồ, vậy là 40-50 năm rồi. Tuổi đi Diện Tư nay 70 rồi. Diện Tư 6 mấy. Gô ngon hả Tư? Sao nãy xì tim mới cái gô đó ta? Nó đó, nó tim bự vậy ta. Lên 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 lên. Lên. Bự Diện Tư.
con cá này cũng đẹp nè. Hút kiết cũng dính thôi chứ sao sao chạy được. Cá nguồn ghê luôn. Biển cá này, cá tilapia như này. Ngon ghê luôn. Không lai gì nữa, má cũng đi nhỏ. Câu đó cậu ngon từ nghe lục cỏ cái gỗ nước cái đó ha, cống ngay đó cậu nó sướng hốt tự sảy tim kìa. Trời ơi chắc cái lóc quá mẹ ơi, ăn chưa mùi rồi cái lóc nãy giờ đó đó. Trời ơi thiếp luôn biết nãy giờ quằn mấy cá kia đâu dám vô quá quá ổn luôn từ đưa qua đưa lại nó mới nhịp thấy không. Cái lóc nó kỳ. Hai mình móc cái lỗ này đây thấy cá gọn nha mọi người. Là hai anh em mình bắt con cá này lên ăn cái gì. Ish, nói chuyện nhỏ thôi. Giới luôn đi. Đang ảnh lụm con cá này. Con này là có cá rô. Đó, thấy đó nó con chạy ra đó. Ui, ui, ui. Ủa, nặng dưới này cái gì vậy? Ủa, chưa? Ủa. Mặt mút luôn phải không? Cá tê giống cá rô mọi người ơi, cá tê chụp quá lửa luôn. Cảm ơn coi. Đã không? Trời ơi, canh cả tuổi thanh xuân để canh đó đó. Bữa hôm bị chích. Điện tư lên cái gì vậy? Đã mọi người. Trời ơi. Vuốt cho sạch cá gì đây. Múc. Cần cảnh luôn. Mình canh phần nắng canh nó luôn nha. Nhìn tôi. Đấy chưa. Còn. Nhìn tôi. Hốt. Trời ơi. Ngon ghê. Để mà không dính đâu. Quá nắng rồi. Nắng ăn nữa thầy. Ừ. Cái này tại nước ồ tại nắng quá. Chứ ngồi rồi. Còn cái đồng nước rồi đó. Ngồi kiếm dài con. Cái máy cá này ôm tứ đồng nước trong đây. Go go go. Go quá vậy. Con đồng. Con này nó hình gì nó ngắn quá nè. Con này của mình thích. Còn nữa không Út? Không biết. Chút nữa ha. Ừ. Chạy ngày hai nay cho chéo đi. Đông nước đầy. Tim. Tim nhuyễn nhuyễn á. Hốt luôn. Hốt rồi đó. Đang đưa. Hốt. Vô này cũng hơi bé. Hơi bé. Còn động không? Tính sao? Trời ơi, nó nữa.
Trời ơi, động nước không lẽ là nó nghe không? Cả ao cho các bạn. Cả ao ha. Trời ơi, tiếng đâu. Ơi, cũ đâu. Đẹp, dứt. Trời ơi. Hơn. Giấu, giấu. Trời ơi. Dài số. Cá rất là khôn cũng được. Cá vậy là có thịt ăn hả? Tìm dữ gì anh Tư? Sao? Ăn cảnh luôn. Ăn luôn, ăn luôn rồi đó. Ăn liền. Ư. Trời ơi, trời bả. Trời ơi. Trời ơi. Này, cái này cũng không bự lắm. Trời ơi. Ừ. Dài dài đầu quá. Thôi. Bây giờ dài mọi người ơi. Cá bắt đầu nước rút cạn quá thì anh chậm ăn luôn. Đây thành quả hôm nay anh em câu được, ba anh em câu được, hai người câu chứ. Điện Tư chắc cũng dài đâu mất tiêu rồi, câu mà không bỏ đi đâu. Đây, đó, trời ơi, trời, cũng nhiều rơi nha mọi người. Gần nhà câu vậy thơm rồi. Gần nhà câu vậy là ngon, nói cho tôi cũng khủng luôn, thấy mấy con nữa nha mọi người. Mấy con tự lắm, ngồi được. Ngày tính ra cũng 2 kg mà gần 2 kg. Thôi chào tạm biệt mọi người đi ha. Dính nước mà kiến rồi. Chào tạm biệt mọi người nha.